xét xử vụ Tịnh Thất Bồng Lai hé lộ tung tích cô gái Diễm My. Tại phiên xét xử hôm 20 tháng 7, bố mẹ cô gái Diễm My cho hay, sau khi về nhà được 6 tháng, Diễm My tiếp tục bỏ đi đến nay không biết ở đâu. Trước khi vào phần xét hỏi, chủ tọa yêu cầu giữ trật tự phiên tòa. Tòa thẩm vấn các bị cáo về nội dung các clip trong cáo trạng. Chủ tọa cho trình chiếu các clip mà trong cáo trạng đã chỉ ra các bị can đã sử dụng máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội. Thông tin sai sự thật, bịa đặt xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm uy tín của công an huyện Đức Hòa, Long An, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm ông Trần Ngọc Thảo, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Với clip thông báo kết quả khẩn cấp vụ án 50 người do tài khoản 5 chú tiểu đăng tải, trả lời chủ tọa, bị cáo Hoàn Nguyên thừa nhận người trong clip là mình nhưng không nhớ ai quay, mục đích những lời nói trong clip là để mọi người biết diễn biến vụ nhóm người xâm nhập gia cư bất hợp pháp tìm Diễm My. Bị cáo Hoàn Nguyên cho rằng mình không đăng ký tài khoản nào trên YouTube và xác định câu nói đây là một sự việc bỏ lọt tội phạm trầm trọng trong clip là của Nhất Nguyên. Còn bị cáo Trùng Dương xác định có nói tụi nó bao che tội phạm trong một đoạn clip nhưng không nhớ chính xác và cho rằng clip bị cắt ghép. Trong đoạn clip 5 chú tiểu live trực tiếp được trình chiếu, bị cáo Hoàn Nguyên thừa nhận mình có nói câu xúc phạm ông Thích Nhật Từ. Bị cáo này cũng thừa nhận đã dàn dựng một clip với nội dung phim hài chiếu rạp đăng trên tài khoản 5 chú tiểu. Trong khi đó, bị cáo Nhất Nguyên cũng thừa nhận có tạo tài khoản 5 chú tiểu và đăng rất nhiều clip về đời sống sinh hoạt, bình luận xã hội. Còn khi trả lời câu hỏi có xuất hiện trong clip xảy ra tại trụ sở công an huyện Đức Hòa không, bị cáo Nhị Nguyên hỏi lại tòa là bản thân cần biết nguồn gốc của clip và mục đích của clip là gì thì mới trả lời. Được tòa mời, ông Nguyễn Sơn, trưởng công an huyện Đức Hòa cho biết các hình ảnh lời nói trong video là nhắm vào đơn vị của ông đã được cơ quan giám định xác định. Sự việc các bị cáo làm cũng đã được mạng xã hội, báo đài đăng tải nhiều. Ông Sơn đề nghị hội đồng xét xử xử lý các bị cáo theo quy định của pháp luật. Liên quan đến Diễm My, nhân chứng Trần Quốc Thắng, cán bộ công an huyện Đức Hòa cho biết, tháng 12 năm 2019, ông được phân công giải quyết đơn tố cáo của ông Võ Văn Thắng, cha Diễm My. Nội dung tố cáo nhóm người trong hộ bà Cao Thị Cúc giữ Diễm My trái pháp luật. Ông Quốc Thắng sau đó đã mời vợ chồng ông Văn Thắng và Diễm My đến làm việc. Tuy nhiên, Diễm My không hợp tác. Sau khi được khuyên nhủ, Diễm My đã về với gia đình. Vụ việc có lời làm chứng, có biên bản. Tuy nhiên, một lúc sau, ông Thắng nghe nhiều người ở hộ bà Cúc la lối, nói công an huyện bắt cóc Diễm My. Tòa mời nhân chứng Võ Văn Thắng và bà Mai, cha mẹ Diễm My. Hai người này trình bày, khi đến công an huyện thấy con gái tinh thần bấn loạn nên nhờ công an hỗ trợ kêu xe cứu thương đưa cháu về. Sau khi về nhà được 6 tháng, Diễm My tiếp tục bỏ đi đến nay không biết ở đâu. Đại diện cơ quan giám định, Sở Thông tin và Truyền thông xác định những kết luận của Sở Giám định nội dung các clip là đúng theo quy định pháp luật hiện hành. Các nội dung kết luận giám định về các clip đã thể hiện rõ, trong đó có nội dung xúc phạm uy tín danh dự của tổ chức cá nhân nên đề nghị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng khẳng định những kết luận giám định của Sở với các clip là xác thực đúng quy định. Phật giáo là văn hóa của dân tộc nên việc xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo Phật giáo cần được xử lý nghiêm.